Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và mực nước sông Hồng trên địa bàn tỉnh dâng cao trên báo động 1, nguy cơ ngập lụt xuất hiện rất nguy hiểm, đe dọa đến đời sống và sản xuất của nhân dân, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư cấp ủy cấp huyện, các sở ngành địa phương: 1. Ra soát, kiểm tra theo dõi các khu vực có nguy cơ bị uy hiếp bởi lũ lụt, úng ngập để chủ động có phương án, giải pháp phòng chống và xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại kinh tế. 2. Kiểm tra xử lý, bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi, cầu cống, tuyệt đối không để xảy ra sự cố đê điều do lỗi chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, buông lỏng lãnh đạo quản lý. 3. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, hỗ trợ di rời người dân, tài sản khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. Nước lũ đang lên rất nhanh, các địa phương và người dân cần ưu tiên di rời con người, cây trồng, vật nuôi, tài sản ngay để hạn chế thiệt hại ở vùng ngoài bãi. 4. Khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất nông nghiệp và chống úng ngập. 5. Các cơ quan đơn vị phân công bố trí lực lượng ứng trực, nhất là tuần tra, kiểm tra, canh gác trên các tuyến đê. 6. Công an, quân đội, đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội huy động tối đa lực lượng cho phòng chống lũ lụt, ngập úng, khắc phục hậu quả cơn bão số 3, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp.